Trước khi đến với nội dung chính của chương trình hôm nay, xin có đôi lời gửi tới kênh TikTok mang tên Hoan Manu. Việc sử dụng trái phép tài nguyên của Random Football là điều không nên, vì chúng tôi phải chi tiền để sản xuất nội dung, chứ nó không miễn phí. Chính vì vậy, hy vọng các bạn có thể hiểu và ghi rõ nguồn trên mỗi video. Công việc của chúng ta là truyền tải tới khán giả những nội dung bổ ích, phù hợp với thuần phong mỹ tục ở Việt Nam, chứ không phải là ăn cắp trái phép. Chúng tôi không kêu gọi report, nhưng các bạn hãy tự trọng về những điều mình làm. Và nếu thu lợi từ nguồn này, hãy chi tiền làm từ thiện để giúp ích cho xã hội. Hoặc là liên hệ với chúng tôi qua Zalo 0927 354 354 để giải quyết khúc mắc. Tạm gác lại những trận đấu căng thẳng ở Premier League, khi Man United đã hoàn thành nhiệm vụ ở vòng 36 Premier League, chúng ta hãy cùng hướng về cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn cho tấm vé thăng hạng ở đấu trường Championship, nơi sao trẻ Amad Diallo, người đang thuộc biên chế của Quỷ Đỏ, chinh chiến trong màu áo của Sunderland ở vòng bán kết playoff với đối thủ Luton Town. Và tài năng người bờ biển Nga lại tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với một siêu phẩm giúp mèo đen giành lợi thế ở trận lượt đi với thắng lợi 2-1. Chắc có lẽ nhiều cổ động viên Man United còn nhớ Sunderland đã ăn mừng như thế nào khi chứng kiến họ mất ngôi vô địch vào phút chót trong cuộc đua với Man City. Để rồi giờ đây, sau 11 năm, Quỷ Đỏ lại đang cứu giúp câu lạc bộ này trong nỗ lực giành quyền lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa giải tới. Và đó chính là nội dung trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Bước vào trận lượt đi vòng bán kết playoff tranh suất lên chơi ở Premier League, Sunderland với lợi thế sân nhà của mình tiếp đón Luton Town, đội bóng đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Dù được đánh giá thấp hơn, nhưng thầy trò Tony Mowbray vẫn rất quyết tâm để có được kết quả tốt trước chuyến lượt về hứa hẹn nhiều khó khăn trên thánh địa của đối thủ. Tuy vậy, khó khăn đã đến với mèo đen ngay ở phút thứ 11. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa, bóng liên tục trôi qua rất nhiều cái đầu của các cầu thủ. Cú dứt điểm cận thành của Alfie Doughty đã không thể vượt qua thủ thành Anthony Patterson. Nhưng tiền đạo Elijah Adebayo đã xuất hiện đúng chỗ, đá bồi vào lưới trống mở tỷ số của trận đấu. Một sự khởi đầu hoàn hảo của Luton Town. Sau bàn thua, đội chủ sân ánh sáng đã tràn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Nhiều cơ hội đã được tạo ra, nhưng các tiền đạo của Sunderland đều không tận dụng thành công. Đến phút 39 của trận đấu, từ một quả phạt chếch bên phía cánh phải, sau pha phối hợp với Jack Clark, sao mai đang thuộc biên chế của Man United Amad Diallo đã tung ra cú sút tuyệt đẹp, đưa bóng vào khóc cao khung thành, không cho thủ môn Ethan Horvath một cơ hội nào để cản phá. Bàn gỡ hòa 1-1 đã giúp các đôi chân của mèo đen trở nên thanh thoát hơn. Họ đã tạo được một thế trận tốt khi hiệp 2 bắt đầu và đến phút thứ 63, từ pha giữ bóng rất tốt của Amad Diallo, anh đã có đường nhả bóng cho Jack Clark và cầu thủ mang áo số 20 có cú tạt bóng chính xác để trung vệ Troy Hume đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng như muốn vỡ hòa cảm xúc của các khán giả trên sân ánh sáng. Từ đó Sunderland lui về phòng ngự chặt chẽ và bảo toàn lợi thế của mình. Thắng lợi trên sân nhà đã giúp đoàn quân của Tony Mowbray có được lợi thế rất lớn trước chuyến hành quân đến sân của Luton Town vào giữa tuần. Một lần nữa, Amad Diallo lại tỏa sáng rực rỡ để đưa mèo đen tiến gần hơn tới tấm vé tham dự Premier League. Thống kê cho thấy rằng, sao mai người bờ biển Nga đã có 62 pha chạm bóng, thắng 11 trong 17 pha tranh chấp tay đôi, 5 trên 8 pha dê dắt qua người thành công, có 6 lần tắc bóng, tung ra 4 cú sút và ghi 1 bàn thắng trong riêng trận đấu với Luton Town. Rõ ràng, chàng trai sinh năm 2002 đã có một màn trình diễn cực kỳ nổi bật trong trận cầu quan trọng của Sunderland. Ở mùa giải 2022-23, Amad Diallo đã được đội chủ sân Old Trafford cho Sunderland mượn. Và anh đã nhanh chóng gây ấn tượng cực mạnh khi ghi tới 13 bàn và có 3 kiến tạo sau 37 trận tại Championship. Nhờ đóng góp của cầu thủ 20 tuổi, Sunderland đã góp mặt ở vòng bán kết playoff tranh vé cuối lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa tới, đấu trường mà họ đã vắng bóng trong nhiều năm qua. Nhắc đến mèo đen, có lẽ không cổ động viên Quỷ Đỏ nào có thể quên được khoảnh khắc định mệnh trên sân vận động ánh sáng ở mùa giải 2011-12. Trong cuốn tự truyện của Michael Carrick có nhắc tới thời điểm thất vọng tới cùng cực về mặt cảm xúc vào ngày 13 tháng 5 năm 2012. Đó là vòng đấu cuối cùng của mùa giải, nơi mà hai đội bóng thành Manchester vẫn đang cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Trước lượt đấu cuối cùng, Man United bằng điểm với Man City, nhưng đối thủ cùng thành phố có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại.
đối thủ vòng cuối của cả hai đều là những đội bóng yếu, đó là Sunderland và Queen Park Rangers. Thật khó để nghĩ hai ông lớn có thể sảy chân trong thời khắc quyết định này. Nhưng thật bất ngờ khi trận đấu trên sân ánh sáng chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc, The Citizens vẫn đang bị dẫn 1-0. Man United đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trước mèo đen và tất cả khi đó đều hướng về trận đấu của Man City. Khi trọng tài Howard Webb thổi còi báo hết giờ, toàn đội tập trung hết về khu vực giữa sân cùng chờ đợi những tin tức mới nhất từ Etihad. Sau khi Edin Dzeko gỡ hòa, hy vọng đăng quang vẫn còn với quỷ đỏ vì thời gian của trận đấu đã bước vào giây phút bù giờ. Các cổ động viên của Sunderland khi ấy đã ăn mừng bàn thắng của Man City một cách náo nhiệt. Chuyện này thì chẳng liên quan gì tới họ cả, nhưng vẫn có hàng nghìn cổ động viên nán lại sân để chờ xem nốt đoạn cuối trong vở kịch mang tên cuộc đua vô địch. Để rồi khi mà khoảnh khắc Kun Aguero ghi bàn quyết định, các cầu thủ Man United như đổ gục trên sân. Tuy vậy, Sir Alex Ferguson đã động viên tinh thần của các học trò và yêu cầu họ tiến về khán đài cảm ơn đến người hâm mộ. Ngay cả trong khoảnh khắc tột cùng thất vọng như thế, chiến lược gia huyền thoại người Scotland vẫn muốn toàn đội cư xử đúng mực, và đó chính là đẳng cấp của vị cha già vĩ đại này. Nhưng các cổ động viên của Sunderland đã không thể hiện một chút tôn trọng nào với quỷ đỏ. Họ tiếp tục ca hát, nhảy múa và ăn mừng như thể đội nhà vừa lên ngôi vô địch. Và những nơi mà các cầu thủ Man United đi qua là vô vàn lời chế giễu. Thậm chí, khắp các khán đài sân ánh sáng còn nhảy điệu Poznan là điệu nhảy ăn mừng bàn thắng của các cổ động viên Man City, với điểm nhấn là mọi người quàng vai nhau, xoay lưng lại với sân và nhảy lên nhảy xuống. Đây quả thực là hình ảnh cực kỳ thiếu fair play đến từ phía các cổ động viên Sunderland. Nhưng dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua và Man United cũng đã có màn tái xuất ngọt ngào bằng danh hiệu vô địch một năm sau đó. Nhưng những ký ức vào mùa hè năm 2012 vẫn chưa thể nào phai mờ trong tâm trí của các cầu thủ cũng như người hâm mộ đội bóng áo đỏ. Trong những năm tháng Fergie còn tại vị, quả thực là Man United đã độ lượng đến mức khó tin với Sunderland, vì nếu không thì làm gì có chuyện hàng loạt cầu thủ của họ đều dễ dàng đến đó chơi bóng như Liam Miller, Dwight York, David Bellion, John O'Shea, Wes Brown hay mới nhất là Amad Diallo. Thậm chí Roy Keane cũng từng đứng trên ghế chỉ đạo tại sân ánh sáng, và điều này chỉ ra rằng Sunderland có mối thâm tình lớn đối với Man United. Nhưng không hiểu tại sao người hâm mộ của đội bóng mèo đen lại phản phúc đến mức chế giễu bầy quỷ đỏ. Và chớ trêu thay, 11 năm sau, đội chủ sân Old Trafford lại đang giang tay cứu giúp mèo đen trong nỗ lực giành quyền lên chơi tại Premier League mùa giải tới. Amad Diallo, người đang được quỷ đỏ cho mượn, đã tỏa sáng rực rỡ để đưa đội chủ sân ánh sáng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 và đang nắm lợi thế sau trận lượt đi vòng playoff. Màn tỏa sáng của sao mai người bờ biển Nga đang giúp anh nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi trở lại đội hình của Man United mùa giải tới. Theo tiết lộ từ ký giả uy tín Fabrizio Romano, cầu thủ sinh năm 2002 có ước mơ được ở lại Manchester United và tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân. Giấc mơ của cầu thủ này, tôi có thể đảm bảo với bạn là ở lại Man United. Cậu ấy yêu Man United, Amad yêu câu lạc bộ này. Giấc mơ của cậu ấy đã trở thành sự thật khi được gia nhập Manchester United, và Amad muốn ở lại đây để có cơ hội thể hiện bản thân. Ý tưởng của Erik ten Hag là sẽ sử dụng Amad Diallo trong giai đoạn tiền mùa giải để kiểm tra Amad trong giai đoạn này và đánh giá sự tiến bộ của cậu ấy. Nhưng những con số đang nói thay cho Amad Diallo, cậu ấy ghi bàn và làm những điều đáng kinh ngạc với Sunderland. Trong tháng 7, quyết định cuối cùng về Amad sẽ được đưa ra. Ý tưởng hiện tại là cho cậu ấy một cơ hội. Cầu thủ này muốn chiến đấu để giành lấy cơ hội ở Manchester United. Bản thân cựu sao Atalanta cũng đã lên tiếng chia sẻ quan điểm của bản thân về tương lai phía trước. Anh vẫn ưu tiên ở lại đội chủ sân Old Trafford nhằm cạnh tranh cho một vị trí trong đội hình, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục ở lại Sunderland nếu đội bóng này giành quyền thăng hạng vào mùa giải tới. Đối đầu với Luton Town rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ góp mặt ở Premier League mùa tới. Có thể tôi sẽ trở lại Man United, nhưng cũng có thể tôi sẽ tiếp tục chơi ở Sunderland. Tôi không biết nữa. Hiện tại thì vị trí của Amad Diallo đang thi đấu là tiền đạo phải, nơi mà Anthony vẫn chưa cho thấy sự yên tâm dù câu lạc bộ đã bỏ ra đến 100 triệu để mang anh về từ Ajax. Những màn trình diễn thất vọng vừa qua đã khiến huấn luyện viên Erik ten Hag cân nhắc gọi trở lại cầu thủ 20 tuổi đang thi đấu tại Mèo Đen. Thậm chí là ngay trận chung kết FA Cup vào tháng 6 tới, khi mà Marcus Rashford đã bất ngờ dính chấn thương mới đây.
Chúng tôi cho mượn những cầu thủ như vậy để họ phát triển và tiến bộ, sau đó đưa họ trở về. Đó là mục đích của các hợp đồng cho mượn. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi và liên lạc với các cầu thủ đó trong suốt mùa giải, đặc biệt là giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher. Anh ấy đầu tư rất nhiều vào các quy trình như vậy và mục tiêu là để đưa họ trở lại với tư cách là một cầu thủ giỏi hơn và có kinh nghiệm tốt hơn. Nếu đánh bại được Luton Town ở vòng bán kết, Sunderland sẽ đối đầu với Coventry City hoặc là Middlesbrough tại trận chung kết playoff diễn ra vào ngày 27 tháng 5 tới. Đó sẽ là một cơ hội lớn cho Amad Diallo, nhưng anh còn có cơ hội tham gia một trận đấu lớn trên sân Wembley đúng một tuần sau đó. Đó là trận chung kết FA Cup giữa Man United với Man City vào ngày 3 tháng 6. Cầu thủ trẻ này sẽ được tự do trở lại đội chủ sân Old Trafford sau trận playoff. Tờ Manchester Evening News đã xác nhận rằng ngôi sao sinh năm 2002 hoàn toàn được phép ra sân ở trận chung kết FA Cup. Bởi theo quy định của Liên đoàn bóng đá Anh FA, các cầu thủ vẫn được phép dự trận chung kết một giải đấu cúp nếu họ hết thời hạn cho mượn ở một câu lạc bộ khác. Trong bối cảnh Marcus Rashford vẫn chưa rõ ngày trở lại và các cầu thủ chạy cánh còn lại đều không mang đến hiệu quả, thì cựu sao Atalanta có thể trở thành quân bài tẩy cực kỳ quan trọng mà huấn luyện viên Erik ten Hag có thể mang đến cho đại kình địch cùng thành phố Man City. Việc để Amad cho mượn ở Sunderland là quyết định đúng đắn của Man United. Tiền vệ trẻ này nhanh chóng khẳng định mình là một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu. Anh cũng đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc giúp Sunderland tiến thêm một bước tới việc giành vé lên chơi ở Premier League. Liệu rằng cặp cánh Garnacho Amad Diallo có thể là phương án cho tương lai của Man United? Điều đó vẫn sẽ cần thêm thời gian. Còn bây giờ đây thì chúc cho Sao Mai người bờ biển Nga sẽ thi đấu tốt tại vòng playoff tranh suất lên hạng để cứu rỗi Sunderland, giúp họ lên chơi ở Premier League. Dù cho ngày xưa, cổ động viên tại đây đã từng chế giễu chính Man United sau thất bại trong cuộc đua vô địch với Man City. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.